Bắt đầu đáp xuống rồi, Tanky là người đáp đất trước, nhưng ngay lập tức thì có những khẩu súng ở phía bên ngoài. Tại sao lại có súng nằm ở khu vực này? Bắt đầu coi tình huống spam liên tục. Spyro có được điểm bằng cục đầu tiên. Tuy nhiên anh chàng này cũng chỉ còn lại 8 máu thôi khi Linh Du đã tới trên tay đó một khẩu shotgun thì phải. Đúng là như vậy, Evoli là người knock out ở vị trí perfect và lấy luôn điểm kill này. Mỗi bên mất đi cho mình một người. Nhịp tim vừa xuống đã rất căng và Spyro cũng đã bị knock out. Đỏ hết cả nhịp tim rồi. Summer cũng đang ở đây. Và Tolin của Melu là hai người còn lại đến từ bên phía Vitus Pro. Và anh chàng này không thoát được khỏi cái số bị tổ quầy. Mới tối ngày hôm qua, câu chuyện tương tự cũng đã diễn ra. Ngay lập tức có loạt ở đầu tiên, 12 viên còn lại phải tắm nốc vào được vị trí của Linh Dù. 6 viên, khẩu ốp trên tay, không xin lỗi, 5 đạn không có ốp nhưng có shotgun. Và những viên đạn cuối cùng khẩu AKM đã được sử dụng rồi, máu không hồi kịp đâu. Evoli cũng đang tới từng bước một, ngồi dậy với một khẩu shotgun. Táp những viên đầu tiên và anh ta đang liên tục thổi về phía đối phương, vẫn chưa viên đạn nào chính xác cả. Vẫn đang chờ đợi, nhấp nhả hồi phục và khiến cho Evoli mất đi sự bình tĩnh của mình. Cả hai bên đều đang nhá rất dẻo sau những cái thùng này. Và rất tiếc thì thùng này không có xăng, không bắn nổ được. Lù vẫn đang nhấp và anh ta sẽ hồi phục kịp máu tình huống này. Có một viên shotgun đầu tiên chính xác, có một viên shotgun thứ hai. Và đó là tình huống clutch thành công đến từ Lù. Và đang từ từ khép góc thành viên team GPS Ghibli vào. Có vẻ như sớm thôi thì Enterfox 36 họ sẽ muốn sơi tai đối thủ của mình. Nhưng có sơi được hay không đây thì lại là câu chuyện khác. Dù sao thì Spear vừa xong đã bắt được cái anh chàng Bua Boy rồi. Rõ ràng thì những mắt xích yếu của Enterfox 36 luôn là những player người Nhật của họ thôi. Khi mà cảm giác thì họ đang hơi đuối hơn so với cả bộ đội ngoại binh Hàn Quốc. Bây giờ thì Spat knock out Snicker đến từ team mode rồi. Adder đổi được mạng Amanos. Chúng ta đang có rất nhiều tình huống giao tranh xảy ra cùng lúc trên bản đồ. Hai người đã nằm đến từ Enterfox 36, có một tình huống kẹp ở đây. Nhưng trời ơi, phía bên kia thì là người không cầm súng để chạy, nên chạy rất nhanh. Adder chờ sẵn knock out được vị trí của Starlord và mất ba người đến từ Enterfox 36. Cái top 15 hiện ra trước mặt họ rất rõ rồi. Bây giờ thì là những tình huống bắt người tiếp theo. Inigo chẳng thể sống lâu được. Những quả nết được trả vào khiến cho Renba yếu máu. Poor Boy vẫn đang cố gắng lắc, nhưng có mà lắc lên rời. Họ sẽ không thể nào can thiệp được vào tình huống này nhiều đâu. Odrelo đang tới, trước mặt là BBL. Belfrost cùng với cả Kickstart rất yếu máu. Tiếp tục là tấn công chéo sang đến tất cả Adder. Odrelo knock out được vị trí của Mert và sẽ firm đi điểm kill này. Vòng bo mới thì cũng sắp sửa tới rồi, chỉ còn đó là một giây nữa thôi. Và để xem vòng bo gọi tên ai đây. Vòng bo nó rất thẳng về góc 10 giờ của bản đồ, nơi mà các thành viên bên phía team Buriram vẫn đang ở trong bo theo cách rất thật kỳ. Nhưng đẹp nhất có lẽ là căn nhà của Ghibli Esports cùng với phần nào thì là cái khu vực mà team Liquid đang tạm thời chiếm đóng. Và chiếc lốp xe đã vỡ, anh ta sẽ phải nhảy xuống. Giờ thì chắc là cái top 14 dành cho team 17 đã có rồi. Tình của Tơn vừa firm đi điểm kill đến từ Stream Z, xong tình huống cán xe là người đồng đội của mình. Old Gaming di chuyển và họ đang bị bắn vào từ rất nhiều hướng. Adder knock out được vị trí Snicker. Trước đó thì Kickstart đã đổi được mạng Smart rồi. Relo Belfort đã nằm và bây giờ liên tục là mất người khi BBL muốn tấn công vào. Code Marco là thành viên cuối cùng đến từ phía BBL. Anh ta giã đồ lên, sau đó tràn thẳng lên phía trước, chỉ có thể đẩy thôi. Code Marco không còn đường để lùi nữa rồi. Và bây giờ Belfort sẽ có điểm mà gục. Top 12 rồi cho BBL. Góc quá khó và họ bắt buộc phải đẩy lên. Kickstart chấm máu, anh ta cũng sẽ đi theo luôn. Top 11 dành cho Oath. Và những người hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc giao tranh vừa rồi chính là Ghibli. Heroic cũng đang tới. T-Bone đã bị knock out trước đó, rất yếu máu rồi và anh chàng này chắc chắn sẽ nằm. Game Home mà đông họ đang kẹt lại cùng nhau ở góc 6 giờ. Nhưng tạm thời bỏ qua vị trí của Game Home, chúng ta có TSM với cái top 9 sau những quả nết hết sức chính xác được trả vào. Họ sẽ là người thứ ba đóng góp vào. Và đúng là như vậy, team Game Home mà đông đang muốn làm điều đó. Họ tận dụng khoảng thời gian trống này khi mà Fury đang bận bịu với Ghibli để có thể đẩy vào. MC Mu là người chủ động đi đầu tiên. Chúa tể bài tờ của team Game Home đã tới đây rồi. Và lượng thông tin nào sẽ được MC Mu đem về đây? Sinfi knock vào được vị trí của Flood đến từ team Fury. Ikigamoka đang quay ngược lại phía sau nên cũng được trả ra. MC Mu có được thêm một điểm vào gục ở đây. Và bây giờ thì team Fury sẽ bị clear vị trí số 8. Game Home mà đông tận dụng khoảng thời gian trống là tốt, nhưng Ghibli chỉ còn là hai người. Chúng ta cần giải quyết nốt Ghibli để có được khu nhà này. MC Mu tiếp tục đi đầu và liệu có thêm một điểm kill nào dành cho người quản lý của bên phía team Game Home Hà Đông hay không đây? Một quyết định rất táo bạo, chúng ta chạy thẳng vào khu nhà của Gex, nhưng mà có vẻ như Gex đang phân tâm rồi. Và để cho đối phương tiếp cận thành công như này thì sẽ làm được gì rất nguy hiểm nha. Nhưng ở đây thì Gex một pha sấy bốn luôn đến từ Yan Lê. Có vẻ như chỉ là một cú lừa thôi. Setup để đối phương lao đầu vào và chui vào không khác gì là cá chui vào giọ cả. Bốn mạng cực kỳ dễ dàng dành cho Gex cũng như cá nhân Yan Lê. Công trách góc đến từ bên phía của Angel Predator và chỉ một người thôi đã ngay lập tức giải quyết đội hình của họ. Team Liquid cũng có cho mình cái top 6, 10 kill dành cho team Eric. Và đến như này mà không sơi nữa thì đã bao giờ mới sơi đây. Bắt đầu giặt ra, Dickstick làm một pet là nạn nhân và sau đó thì Silphy confirm hộ luôn. Các thành viên của Eric đang dụng liên tục rồi. Kuresi là thí sinh tiếp theo, nằm xuống tay của Silphy. Hai mạng hùng dành cho đầu đông và tổng số kill đã là con số 4 rồi. Hoàn toàn thể kiếm thêm được trong tình huống này đến từ team của Game Hòa Đông. Phần còn lại của Heroic đã gần như nằm hết ở phía bên ngoài rồi, sẽ không còn ai cản trở Game Home Hà Đông từ đằng sau nữa. Và bây giờ thì với việc mà chúng ta đã có được cho mình cái 4 kill thì cái tỷ lệ để có được cái
điểm hạng cao là rất nhiều. Bây giờ sẽ là cái top 4. Bây giờ có những tình huống bắn trước đến từ Spear rồi. Xin phi rất yếu máu và anh ta không lên lắc nữa. Nhưng khoảnh khắc này thì đối phương đang hết máu. 307 thừa thắng không lên. Và bây giờ anh ta cũng đã bị nâng vào. Nên bà chỉ còn lại một chấm máu mà thôi. SD can thiệp vào những điểm kill chúng ta đã bị lấy mất bởi bên phía của Biriram. Rất đáng tiếc nhưng đó vẫn là cái top 4 dành cho Ghibli. Game 1 mà đông mất đi cho mình một người, đó là 3007. Đồ được xã vào đến từ Global Sport Access. 307 vẫn đang được cứu ở đây. Tiếp tục là nết đến từ Ezra. Và đừng đúng là như vậy. Một quả nết nó nổ chính giữa những cái thùng. Và chúng ta không mất đi thêm bất kỳ một ai cả. Kỳ vọng bọn ở ngay sau lưng họ. Còn bên phía Biran sẽ rất thoải mái chờ đợi. Và kể trước tôi Ezra knock out được SMT đến từ bên phía Game 1 mà đông. Và bây giờ anh chàng này có một quả nết lỗi khiến cho tự anh ta mất máu. SD cũng đang bắt đầu trả đồ vào. Và bây giờ thì có sẽ là rất nhiều điểm kill dành cho bên phía của Biriram. Bên trong đây MC Mu đã là người đầu tiên chạy ở phía bên ngoài. Yali chắc chắn sẽ nằm trong tình huống này. Top 5 dành cho Global Sport Access. Đó là top 3 thì chính xác hơn. Nhưng bây giờ thì Game 1 mà đông ngay lập tức thì họ mất đi cho mình đó là cả 3 thành viên trong khoảng thời gian rất ngắn thôi. Áp lực từ vòng bo là quá lớn. 307 là người chơi cuối cùng còn lại ở đây. Và hết rồi, đây sẽ là cái top 1 dành cho Biriram.